Chào bác, hôm nay bên em có bảo dưỡng Honda Accent đời 2018 nhá, cấp 12 vạn km thì gồm làm những cái gì? Thứ nhất là bảo dưỡng cho bác cái 4 cái phanh, kiểm tra lại 4 cái má phanh và vệ sinh các trùng bộ áp phanh này nhá. Và tiếp đến là cấp trước thì bác ấy đã có làm thay nhớt số tự động rồi. Thì cấp này mình sẽ làm cho bác ấy là thay dây cu loa tổng này. Tiếp đến là buji cấp trước bác cũng đã thay rồi, mình vệ sinh lại cho bác ấy. Và vệ sinh lại cái họng nạp ga này nhá, họng nạp này, họng nạp gió này. Và bốn cái khí phun, kiểm tra lại nước làm mát. Và kiểm tra lại một số cái như về kiểm tra và bảo dưỡng cho bác ấy, phần máy phát này, chủ đề này. Đấy, hơn chục vạn rồi, làm đi đi cho yên tâm nha các bác nhá. Cái dây cua này thì thay cho bác đấy. Rồi, tiếp đến là thay cho bác ấy cái lọc xăng này. Đấy, lọc xăng cấp 4 vạn thì bác ấy thay rồi, bây giờ đến cấp 12 vạn thì mình thay cho bác ấy. Sau đấy thì là dùng máy chẩn đoán kiểm tra lại toàn bộ những cái lỗi lịch sử và xem có cái lỗi gì thì thông báo bác chủ, kiểm tra lại hệ thống đèn còi cho bác ấy. Sau đấy là tư vấn bác ấy, như là kiểm tra cả dầu phanh cho bác ấy nhá. Cái dầu phanh này này anh em này. Cấp này ngoài ra thì kiểm tra lại phần gầm cho bác ấy. Trên chục vạn rồi thì cũng có một số cái nó nhão thì kiểm tra trước, cái nào kém thì báo bác ấy. Cấp sau thì nếu mà phần gầm nó kém thì mình có thể là sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế nó một số cái. Ngoài ra những cái lọc gió, điều hòa lọc gió động cơ bác ấy cũng thay rồi, thì mình chỉ có vệ sinh lại cho bác ấy thôi. Và thay dầu máy và lọc nhớt cho bác ấy nhá. Anh em nào mà bảo dưỡng cấp 8 vạn, 10 vạn, 12 vạn cần liên hệ, thì cần làm gì thì liên hệ với mình tư vấn cho các cụ thể anh em nhé.